Ngành tôm nước lợ đóng góp từ 40 đến 45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước, tương đương khoảng 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tôm giống là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của vụ nuôi. Thống kê của Cục Thủy sản, cả nước hiện có trên 2.200 cơ sở sản xuất ương dưỡng giống tôm nước lợ, cung cấp khoảng 153 tỷ con một năm. Các địa phương sản xuất tôm giống trọng điểm là Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau chiếm khoảng 93% tổng số cơ sở sản xuất trên cả nước. Thời gian qua, việc quản lý chất lượng con giống luôn là vấn đề được các địa phương và cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm. Cơ bản, Việt Nam đã chủ động được nguồn tôm sú bố mẹ trong nước và bắt đầu xuất khẩu. Nguồn giống tôm thẻ chân trắng nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng được nhu cầu thả nuôi của người dân. Tuy nhiên đến nay, chất lượng giống tôm nước lợ luôn là câu hỏi lớn. Thậm chí, một số doanh nghiệp ngành tôm ở đồng bằng sông Cửu Long đánh giá, chất lượng con giống hiện giảm rất thấp. 100% con giống tại các trại giống bị nhiễm một số dịch bệnh, với mật độ nhiễm ngày càng tăng. Các trang trại lớn khi thả tôm giống, tỷ lệ hao hụt rất cao. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Một số vấn đề đã được đặt ra qua phóng sự ngắn mà quý vị vừa theo dõi. Đó cũng là chủ đề chính mà chương trình tọa đàm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi. Trước tiên, xin được giới thiệu đến quý vị Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Hoàng Oanh, khoa Bệnh học Thủy sản, Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ. Xin chào quý khán giả xem đài. Xin được giới thiệu đến quý vị ông Nguyễn Hoàng Xuân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu. Xin chào Kim Anh, cô Hoàng Oanh cùng khán giả xem chương trình. Để bắt đầu cho cuộc trao đổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi từ thực trạng sản xuất vụ tôm nước lợ năm 2024 ở tỉnh Bạc Liêu, một trong những địa phương dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long có ngành tôm phát triển mạnh. Thưa ông Nguyễn Hoàng Xuân, ông có thể chia sẻ một số thông tin về kết quả của vụ sản xuất tôm nước lợ trong thời gian qua? Về kết quả mà 6 tháng năm đầu năm 2024 thì cái đây về sản xuất giống là đạt được là 18 tỷ con giống. Trong đó riêng cái tôm càng xanh là được 500 triệu. Rồi diện tích nuôi tôm thì 6 tháng đầu năm đã thả nuôi được là 140.000 hecta. Rồi riêng cái diện tích mà nuôi thâm canh, phá thâm canh và siêu thâm canh thì là đạt là 11.500 hecta. Rồi sản lượng là 6 tháng đầu năm đã đạt được là 91.200 tấn, là chiếm khoảng 35% kế hoạch và tăng 11.5% so với cái cùng kỳ. Còn về các cái giải pháp và quản lý để phục vụ cho ngành tôm nước lợ năm 2023 cũng như là 6 tháng đầu năm 2024 thì Bạc Liêu đã ban hành cái lịch thời vụ sản xuất. Mà lịch thời vụ này sẽ được ban hành hàng năm và sẽ được khuyến cáo tới từng địa phương. Và thứ hai nữa là thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp, Ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt là cái hướng dẫn cụ thể của Cục Thủy sản về cái điều kiện sản xuất kinh doanh tôm giống, điều kiện nuôi tôm nước lợ, các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, rồi thực hiện tốt cái quy chế mà phối hợp mà hàng năm Bộ Nông nghiệp, Cục Thủy sản đã chủ trì tổ chức là ký quy chế phối hợp quản lý tôm giống đối với các tỉnh ven biển, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm cung ứng giống. Dân xin cảm ơn những thông tin của ông Nguyễn Hoàng Xuân. Theo một thống kê của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì trong năm 2023 thì cái diện tích mà tôm nuôi bị thiệt hại nó lên đến khoảng là 22.600 hecta. Như vậy thì xin được hỏi cô Oanh là ngoài những cái yếu tố về dịch bệnh, về môi trường thì theo cô những cái tác động chất lượng của con giống nó tác động như thế nào đến kết quả của một cái vụ nuôi ạ? Theo quan điểm của cô đó thì chọn con giống tốt là nó có ba cái yếu tố. Cái thứ nhất là khi mình chọn con giống có chất lượng tốt thì con giống nó sẽ phát triển nhanh, rồi nó lớn đồng đều, tỷ lệ sống cao. Và khi như vậy đó thì người nuôi sẽ không có tốn quá nhiều thức ăn, thời gian nuôi cũng ngắn, thì cho nên là dẫn đến là cái hiệu quả về mặt kinh tế nó cũng tốt. Tức là khi mình nuôi ngắn rồi tôm phát triển đồng đều, kích thước lớn thì cái giá đầu ra nó cũng cao. Cái thứ hai, yếu tố thứ hai nữa là khi mà con giống có chất lượng tốt thì cái khả năng nó đề kháng bệnh và cái khả năng mà
thích ứng với cái điều kiện môi trường nuôi. Thì như là mình biết là cái điều kiện môi trường ao nuôi là nó thường xuyên biến động, cho nên đó là nếu mà con giống mà nó không có cái khả năng thích ứng tốt á, thì nó sẽ rất là dễ bị sốc, và khi nó sốc như vậy thì nó sẽ chết nhiều. À, thì dẫn đến là người nuôi là ngoài cái vấn đề là phải kéo dài thời gian nuôi, phải tốn nhiều cái chi phí là chăm sóc, thì cũng là thiệt hại về kinh tế rất là cao. Và cái điều kiện thứ ba mà hầu như là khi nói đến con giống là ai cũng nghĩ tới, đó là cái vấn đề là sàng lọc xét nghiệm con giống là không nhiễm bệnh. Thì thật ra đó thì mình nghe rất là nhiều người cứ nói là tôm sạch bệnh. Thật sự á thì nếu mà nó mà chọn con giống sạch bệnh á thì phải hiểu là nó sạch một số bệnh nào đó, hay là nó không nhiễm một số bệnh nào đó, hay là một số bệnh nguy hiểm, chứ không phải là sạch bệnh là không bị bệnh gì hết. Thì hiện nay đó thì đa phần á là khi mà con giống được xuất các cái trại nuôi, khỏi trại nuôi á, thì có những cái mầm bệnh mà nghiêm trọng, hoặc là những cái mầm bệnh mà theo yêu cầu của quy định của Tổ chức Thú y Thế giới hay của Cục Thú y Việt Nam, thì đa phần là người ta sẽ xét nghiệm những cái mầm bệnh đó. Ví dụ như là bệnh đốm trắng do virus nè, thì hiện nay là có bệnh hoại tử gan tỵ cấp tính do vi khuẩn Vibrio-Barra hemolyticus, rồi bệnh EHB, rồi một số cái bệnh virus thông thường mà mình biết như bệnh còi vân vân. Thì đó là khi người ta xét nghiệm, thì cái quá trình mà chọn con giống nó không nhiễm bệnh như vậy, thì khi thả nuôi đó thì cái cơ hội mà bùng phát cái bệnh ở trong một cái ao nuôi thì nó cũng giảm đi. Dân xin cảm ơn chia sẻ của cô Oanh. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi ngày hôm nay thì Kim Anh mời quý vị cùng theo dõi một ghi nhận ngắn được thực hiện tại tỉnh Bạc Liêu. Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có trên 104.500 hecta nuôi tôm, trong đó tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh gần 4.000 hecta, tôm quảng canh cải tiến kết hợp trên 99.200 hecta. Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống, Cục Thủy sản đã thực hiện kiểm tra lại các vùng sản xuất giống trọng điểm, kiên quyết xử lý các trường hợp doanh nghiệp chưa đủ điều kiện nhưng vẫn bán giống. Là một trong những địa phương sản xuất tôm giống lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu với vai trò là trọng tài quản lý, kiểm soát ngành tôm trong tỉnh đã có hướng dẫn, theo dõi, cảnh báo môi trường, dịch bệnh đến các vùng nuôi, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các cơ sở, doanh nghiệp cung ứng giống. Song song đó, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu còn phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của chất lượng tôm giống, tạo thành phong trào nói không với tôm giống không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, ương dưỡng được vận động đầu tư nâng cấp các trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng tôm giống, tự nguyện tiêu hủy tôm giống có mầm bệnh. Đây là tiền đề để các nhà sản xuất giống xem xét lại quy trình sản xuất, chất lượng con giống và khâu chuẩn bị ao nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Vâng, có thể thấy các địa phương và ngành thủy sản đang rất quan tâm và quyết liệt trong vấn đề quản lý chất lượng con giống. Tuy nhiên thì đến nay rất nhiều hộ nuôi và doanh nghiệp than phiền khi có một phần không nhỏ tôm giống trên thị trường chất lượng không đảm bảo. Và cụ thể vấn đề này tại tỉnh Bạc Liêu như thế nào, thưa ông Nguyễn Hoàng Sơn? Về vấn đề này thì có rất là nhiều cái nguyên nhân. Tuy nhiên có thể điểm lại là có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh chiếm rất là lớn. Do đó là có một phần không nhỏ là số lượng các cái cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh rất là nhiều. Và đa phần các cơ sở này thì cái cơ sở hạ tầng, điều kiện sản xuất không đảm bảo theo tiêu chuẩn quy chuẩn. Cho nên cũng ảnh hưởng tới một phần chất lượng con giống khi sản xuất ra. Thứ hai là cái vấn đề mà kiểm soát tôm bố mẹ. Thì kiểm soát tôm bố mẹ hiện nay thì có hai vấn đề, đó là kiểm soát tôm bố mẹ nhập khẩu và kiểm soát tôm bố mẹ sản xuất trong nước. Thì đối với tôm bố mẹ nhập khẩu thì vấn đề này thì kiểm soát được rất là chặt chẽ, đặc biệt là về thời gian sinh sản. Còn riêng đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước, chủ yếu là khai thác từ tự nhiên, thì vấn đề này còn khó khăn trong công tác quản lý. Điển hình tại vì là cái giá trị của tôm bố mẹ giá trị rất lớn, cho nên thực hiện các cái biện pháp kiểm soát chất lượng tôm bố mẹ thì đa phần các cái cơ sở sản xuất rất là e ngại trong vấn đề kiểm soát vấn đề chất lượng, sợ sẽ ảnh hưởng tới cái sức sinh sản của cái đàn tôm. Thứ ba là cái vấn đề là công tác quản lý nhà nước hiện nay thì nó gặp khó khăn.
vấn đề mà tiêu hủy, mà khi là phát hiện vi phạm không đảm bảo chất lượng thì hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có cái điểm cơ sở cũng như là cái điểm tiêu hủy theo yêu cầu đảm bảo đúng quy định. Vấn đề nữa là cái công tác phối hợp với các giữa ngành nông nghiệp với các ngành chức năng, đặc biệt là trong cái kiểm soát là tôm giống nhập tỉnh, là khi thực hiện kiểm soát đó, thì mình phải có cái danh sách rồi bản số xe rồi tuyến đường đi của xe tôm giống, thì lúc đó cái danh sách được phê duyệt mình mới đủ điều kiện là cho dừng phương tiện. Đây là cũng một vấn đề khó đóng góp vào cái khó chung trong công tác quản lý chất lượng đối với tôm giống của Bạc Liêu. Được biết thì thời gian qua thì cô Oanh cũng đã có thực hiện nhiều cái đề tài nghiên cứu ở các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long về cái bệnh trên con tôm. Như vậy thì qua những cái quá trình đó thì cô đánh giá như thế nào về chất lượng của con giống hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long ạ? Hiện nay đó thì như anh Xuân vừa mới trình bày đó thì Bạc Liêu đó là cái địa phương là có cũng một số lượng là đáng kể là cái nguồn tôm giống là sản xuất tại địa phương. Tuy nhiên đó là các cái vùng còn lại ở đồng bằng sông Cửu Long thì còn nhập cái nguồn tôm giống từ các cái tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ rất là nhiều. Đa số đó thì người ta có thể chuyển con ấu trùng về miền Tây mình rồi ương nó lên thành con hậu ấu trùng, rồi sau đó đó thì mới chuyển về các cái trại nuôi nó lên cho tới cái giai đoạn mình gọi là giai đoạn 1 đó, tức là giai đoạn con giống mà khoảng sau 1 tháng. Thì như vậy đó nó có một cái vấn đề đó là cái chỉ xét riêng về cái khía cạnh là mình vận chuyển tôm thôi thì từ vùng này đến vùng khác đó thì là nó đã làm giảm đi cái chất lượng của con tôm, bởi vì cái quá trình vận chuyển đó là sẽ làm cho con tôm nó bị sốc do vận chuyển. Quá trình vận chuyển thì cái môi trường mình vận chuyển nó sẽ xấu đi thì nó lại là cái cơ hội để cho các cái mầm bệnh nó bùng phát. Thì có những cái mầm bệnh đó là khi xét nghiệm, ví dụ ở ngoài miền Trung đó, khi người ta xét nghiệm nó là âm tính, và hoặc là do cái khả năng phát hiện của phương pháp nó chưa phát hiện ra. Nhưng mà khi mình vận chuyển thì quá trình sốc, tôm nó sốc và mầm bệnh nó bộc phát lên thì về trong này đó thì mình lại xét nghiệm thì nó lại ra dương tính. Thì đó là cái yếu hạn chế của cái vấn đề là tôm mình nhập. Vận chuyển giữa các tỉnh, giữa các vùng nuôi với nhau thì trên thực tế đó đây là một cái khó khăn từ rất là lâu rồi. Thì từ những cái thời gian mà Việt Nam miền Tây mình mới bắt đầu nuôi tôm là đã gặp phải cái vấn đề này. Có nghĩa là khi vận chuyển vào đó thì mặc dù mình có kiểm soát đi chăng nữa thì mình cũng chỉ kiểm ở một cái số lượng nhất định nào đó thôi. Bởi vì đối với con tôm thì mình không thể nào bắt hết tất cả con tôm, mình xét nghiệm hết rồi lấy gì nuôi. Thành ra là mình chỉ xét một số nào đó. Và như thế đó thì có nhiều khi là mình bị sảy, tức là mình xét nghiệm sảy chẳng hạn. Thì cũng như là anh Xuân có nói đó là nó lại dính đến cái vấn đề nữa là khi mình nhập con tôm bố mẹ, trong trường hợp hiện nay mình nuôi con tôm thẻ chân trắng đó là con tôm ngoại lai, nó không phải là con tôm bản địa của mình như con tôm sú. Thành ra khi nhập con tôm bố mẹ đó thì mình có kiểm tra con tôm bố mẹ đi chăng nữa thì mình cũng chỉ kiểm một số nào đó thôi. Ví dụ mình nhập vô 100 con, không lẽ mình đi bắt hết 100 con mình kiểm thì đâu còn đâu nữa để mà cho nó đẻ. Thành ra mình cũng kiểm đại diện. Và như thế đó thì cái vấn đề xét nghiệm để chọn lọc nó ra thì cũng đã là một cái rất là khó đối với các cái cơ quan chức năng. Nên như vậy đó thì cái vấn đề mà cô thấy ở đây đó là đầu tiên là do cái nguồn tôm, cái nguồn gốc của tôm giống. Cái khó khăn hiện nay nữa đó là các cái vấn đề xét nghiệm, thì cái mầm bệnh trong con tôm đó thì nó rất là đa dạng và không phải là cái mầm bệnh nào nó cũng gây bệnh. Mà cũng không phải là nó có là nó sẽ gây bệnh, mà nó lại dính đến cái vấn đề là khi mình chuyển xuống ao nuôi rồi đó thì cái điều kiện môi trường ao nuôi thuận lợi hay là bất thuận thì nó sẽ là cái nguyên nhân làm cho bệnh nó bộc phát hay là không bộc phát. Cho nên đó là nhiều khi đó là khi mà con giống mình nhìn thấy mình có số lượng đó nhưng mà mình lại không có quản lý tốt thì nó cũng sẽ gặp vấn đề ngay chân cái đầu cái vụ nuôi. Được biết thì hiện nay tỉnh Bạc Liêu là một trong những cái địa phương mà sản xuất tôm giống lớn, nhưng mà khi mà vào cái vụ nuôi chính thì cái sản lượng tôm giống
vẫn chưa đủ để cung cấp cho các hộ nuôi. Một phần thì tỉnh vẫn phải nhập thêm từ các tỉnh khác vào. Như vậy thì cái công tác của mình giám sát chất lượng của con giống khi nhập vào tỉnh sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Thì để quản lý tốt vấn đề này thì hàng năm thì ngành nông nghiệp thứ nhất là đều ban hành cái kế hoạch tuần tra kiểm soát giám sát chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh. Thứ hai nữa là giữa lực lượng ngành nông nghiệp với lực lượng ngành công an là đều có ký quy chế phối hợp hàng năm. Cái giải pháp quản lý thứ ba là hiện nay tỉnh đang là khuyến khích, đang triển khai cái cho các cơ sở sản xuất giống là xây dựng cái tiêu chuẩn để được chứng nhận là cơ sở sản xuất giống an toàn dịch bệnh. Ngoài ra thì cùng với các tỉnh ven biển, đặc biệt là các tỉnh cung ứng giống, thì tham gia cùng với Cục Thủy sản như đã nói ban đầu đó là ký cái quy chế và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp đó. Thì bên cạnh việc ký quy chế giữa các sở nông nghiệp với các tỉnh thì sở nông nghiệp của tỉnh Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo với Cục Thủy sản là trực tiếp ký thêm quy chế với chi cục sản của các tỉnh mà cung ứng giống trọng điểm cho tỉnh Bạc Liêu, ví dụ như là tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận đó. Và thông qua công tác ký quy chế này thì cái việc quản lý sẽ ngày càng được chặt chẽ hơn. Ví dụ như là cái khi giống nhập tỉnh thì nếu họ phát hiện mà thiếu, không đảm bảo về chất lượng thì hai tỉnh thông báo cho nhau và phối hợp với nhau để xử lý, đồng thời là công bố rộng rãi, khuyến cáo cho các cơ sở nuôi để mà chủ động cái phương pháp phòng tránh. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông, và cũng tiếp lời của ông Xuân thì cô Oanh có thể chia sẻ một số cái hướng dẫn như thế nào để giúp cho các hộ nuôi tôm có thể chọn được con giống đảm bảo tốt và chất lượng ạ? Thật ra thì chọn giống nó là cả một cái, đó là một cái gần như là mình gọi là một cái quy trình kỹ thuật. Thì nó có đi từ những cái bước rất là đơn giản cho tới những cái bước là khó. Cái bước đầu tiên đó là, và người nuôi á, có thể làm được á, là, và cũng theo kinh nghiệm rất là dễ làm đó, mình phải biết quan sát. Thì cái quan sát cảm quan đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên trong cái quy trình chọn giống. Đầu tiên á, là người nuôi mà khi mua đó thì mình phải chọn, với điều kiện họ được chọn con giống đó là phải đúng cái cỡ mà họ muốn mua. Ví dụ như là con tôm mình gọi là tôm bót đó, hay là hậu ấu trùng đó, là bót 12 hay là bót 15, thì người ta cần có một cái hiểu biết nhất định là thí dụ như cỡ đó thì nó phải cái độ dài nó khoảng bao nhiêu cm, ví dụ như vậy. Cái thứ hai nữa là con tôm là đặc biệt yêu cầu là phải đồng đều cỡ, rồi nó phải phản ứng linh hoạt, và khi mà nhìn bằng mắt thường đó thì mình sẽ thấy là cái đường tiêu hóa của nó, hay dân mình còn gọi là đường ruột đó, nguyên cái đường tiêu hóa của nó thì sẽ thấy rõ dạ dày, gan tỵ và cái ruột giữa của con tôm. Mà nếu mà nó khỏe đó thì mình sẽ thấy là nó thức ăn nó đầy, mặc dù nó nhỏ nhưng mà vẫn thấy. Thì đó là cái tiêu chí cảm quan. Khi mà có những cái trại nuôi hoặc là những cái công ty nuôi đó thì người ta có thêm cái thiết bị hỗ trợ như là cái kính hiển vi đó, thì người ta có thể làm những cái phương pháp là xét nghiệm sơ bộ, ví dụ như là người ta lấy mẫu, người ta quan sát coi là cái tỷ lệ cơ và ruột của con tôm là nó có đạt hay không, thì thông thường nó sẽ là tỷ lệ 1:4, thì điều đó chứng tỏ là cái tiêu hóa, cái dinh dưỡng phát triển của tôm nó tốt. Rồi người ta có thể soi để người ta coi như là cái hàm lượng mà lipid, mà hay gọi là lipid đó, thì cái tình trạng gan tỵ và các cái ống gan tỵ là nó có tốt hay không. Thì như vậy người ta có thể loại ra được những cái lô tôm ban đầu đó là những cái lô tôm là nó không có chất lượng, bởi vì con tôm mà nếu mà nó dinh dưỡng không tốt á, thì cái hàm lượng, cái lượng lipid ở trong cái gan tỵ của nó ít, và cái cơ ruột của nó là giống như là nó không có đạt cái tỷ lệ nhất định. Rồi khi mà các cái bạn mà có kỹ thuật về chuyên môn thì còn quan sát các cái mầm bệnh như virus mà soi được cái kính hiển vi ở những cái dạng thể ẩn, ví dụ như bệnh còi chẳng hạn, hoặc là coi ký sinh trùng. Thì như vậy đó là cái bước đầu là người ta có thể loại ra bỏ được rất là nhiều cái trường hợp là đem về nuôi là nó bị nó gọi, mình gọi là con giống chất lượng không cao.
Và cái cuối cùng hiện nay đó là đòi hỏi những cái kỹ thuật cao hơn và chỉ có các cái phòng xét nghiệm mới làm được. Nhưng mà dân là hầu như ai cũng biết đó là xét nghiệm PCR, người ta hay gọi là PCR đó. Nhân xin cảm ơn những chia sẻ của cô ạ. Thưa ông Nguyễn Hoàng Xuân, hiện nay thì trước những cái tác động của biến đổi khí hậu, nó sẽ gây ra những cái yếu tố bất lợi trong cái vụ nuôi tôm. Như vậy thì đòi hỏi cái công tác quản lý hiện nay đối với cái việc tôm giống của mình cần phải có sự đồng bộ và chặt chẽ hơn như thế nào ạ? Thì vấn đề biến đổi khí hậu thì chúng ta đã biết thì nó tác động rất là gay gắt, đặc biệt là đối với ngành thủy sản, cụ thể là trong công tác là nuôi tôm. Thì để tổ chức thực hiện vấn đề này thì từ lâu ngành nông nghiệp cũng đã có những giải pháp nhất định. Thì tổ chung quy lại thì có một số nội dung chính thế này. Thứ nhất là về cái công tác truyền thông, là phải tuyên truyền các quy định của pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền cái quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh, điều kiện về vệ sinh thú y, điều kiện bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh cái việc là tổ chức tuần tra giám sát, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm đối với nói không với cái tôm giống mà kém chất lượng, và đặc biệt là kiểm tra cái vấn đề là chấp hành pháp luật của các cái cơ sở sản xuất kinh doanh giống. Một vấn đề thứ hai là cái vấn đề là khuyến khích các cái cơ sở sản xuất nó đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô, đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn, đồng thời là ứng dụng các cái công nghệ mới vào sản xuất để phục vụ cho tôm giống nó đảm bảo chất lượng. Nó rồi khuyến khích các cơ sở là thực hiện theo cái hướng dẫn của Cục Thú y là phải xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh trong vấn đề là sản xuất. Đó. Và vấn đề nữa là thực hiện tốt cái quy chế phối hợp giữa ngành công an với ngành nông nghiệp, giữa ngành nông nghiệp của tỉnh với các ngành nông nghiệp của các tỉnh bạn trong công tác quản lý giống thật chặt chẽ. Và hàng năm hay là định kỳ đều có sơ kết, tổng kết để rút ra kinh nghiệm và đề ra những giải pháp, những yêu cầu quản lý trong thời gian tới được chặt chẽ hơn. Nhân xin cảm ơn ông ạ. Thưa cô Oanh, ngoài những cái vấn đề mà từ đầu chương trình chúng ta đã trao đổi thì hiện nay cần có những cái nghiên cứu như thế nào để đưa ra được những cái giải pháp mà quản lý tôm giống tốt nhất ạ? Đối với cái tình trạng mà tôm giống ở Việt Nam mình thì cái vấn đề mà an toàn sinh học ở trong các cái trại sản xuất giống cũng như các cái trại ươm giống hiện nay là mình phải cần cải tiến và nâng nó lên một tầm. Tại vì cái số lượng các cái trại giống mà nó là khi mà sản xuất giống mà có cái đạt cái an toàn sinh học đó thật ra không nhiều, và thường đó là chỉ cần một hai trại mà không đảm bảo thôi thì giống như hồi nãy cô nói là bệnh ở trong thủy sản nó lây qua nước mà, cho nên là cái vấn đề lây lan và bùng phát nó rất là nhanh. Cái nữa đó là mình cần phải có những cái biện pháp căn cơ để chủ động về vấn đề, hoặc là ít nhất là mình kiểm soát được cái vấn đề con tôm bố mẹ. Tại vì hiện nay đó thì tôm bố mẹ mình nhập, và cái con tôm bố mẹ mà nó khỏe, nó sạch bệnh, nó không nhiễm bệnh đó, thì đàn tôm con là nó cũng sẽ ít, rất là ít, trừ khi là nó bị nuôi ở trong một cái môi trường không an toàn sinh học thôi. Nhưng mà mình làm sao mà nếu được mình tìm cách mình chủ động càng nhiều cái vấn đề con tôm bố mẹ thì cái nguồn tôm con của mình nó chủ động hơn. Còn hiện nay thì đa số là nhập. Con tôm bố mẹ mà ở trong nước của mình thì thật ra là chủ yếu là tôm sú. Còn tôm thẻ đó là mình phải nhập. Mà nhập thì nó có một hai dòng thôi. Có nghĩa là mình phải có cái tên, ví dụ như dòng ship chẳng hạn, thì đó là cái mà mình phải làm hiện nay. Còn cái nữa đó là đi đến cái vấn đề tiếp theo đó là sử dụng các cái
quy trình nuôi để làm sao mà cho con tôm bản thân sau khi mà nó được con tôm mẹ đẻ ra thì quá trình mà ương nuôi con tôm hổ trùng nó lên tôi con khi mà từ con tôm ấu trùng nó lên hổ trùng trước khi xuất trại đó thì cái quy trình nuôi trong các cái trại thì cũng cần có những cái ứng dụng những cái tiến bộ giống như anh Xuân nói đó, thì thêm cái nữa là cũng cần phải lưu ý đến các cái việc là sử dụng những cái loại thuốc và hóa chất nhiều quá. Thì mặc dù là nhiều khi là con tôm thì nó thấy nó khỏe mạnh khi xuất trại, nhưng mà khi nó xuất trại rồi thì do ảnh hưởng của những cái vấn đề như thế thì làm cho con tôm là khi nuôi thì nó lại không tốt, nó không lớn. Thì cô thấy có một số vấn đề như thế. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì việc nhập tôm giống ngoại tỉnh đã có những quy định chặt chẽ như là phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký sản xuất tôm giống của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, kiểm dịch. Thế nhưng tình trạng tôm giống kém chất lượng, trôi nổi, giá rẻ vẫn còn tồn tại. Và qua những chia sẻ của các vị chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đã gợi mở ra nhiều vấn đề và giải pháp cần thiết để góp phần cùng ngành thủy sản nâng cao chất lượng con giống trong thời gian tới. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Hoàng Oanh và ông Nguyễn Hoàng Xuân đã có những chia sẻ trong chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.